Chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong buổi tối hôm nay trên kênh của Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, thì hiện tại Phương và mẹ Phương đang ở trên kênh 300 cả nhà. Thì hôm nay mình đi giăng lưới đêm, đem theo tay lưới ba màng mỗi khi của mình nè. Mỗi khi thì Phương với mẹ mình giăng rất ban ngày, thì mình giăng dính cá chép, cá mè, rồi cái mè dinh, mè hôi gì đủ loại chân luôn. Nhưng mà nó tùy theo luồng. Đây là lần đầu tiên Phương với mẹ mình thử giăng giác ban đêm, thử xem coi ban đêm thì mình sẽ giăng dính được cái luồng cá gì nha cả nhà. Nay thì ban đêm cho nên là Phương với mẹ mình không có lội xuống nước. Phương với mẹ đi trên cái chiếc xuồng nè cả nhà. Giờ thì để hai mẹ con mình sẽ giăng tay lưới này thử rồi mời cả nhà cùng đón chờ xem kết quả như thế nào nha. Giờ mẹ Phương sẽ giăng nha cả nhà. Ban ngày thì mình có thể lội xuống dưới nước được, ban đêm thì mình phải ở trên xuồng thôi cả nhà cho nó an toàn. Bình thường thì mình giăng dính cái này dinh, có khi dính cái này dinh, có khi dính cái chép, khi mình mè hôi nữa. Ban đêm này không biết cái loại nào đi nhiều, Phương chưa có giăng thử trên đây ban đêm lần nào hết trơn. Mẹ Phương thì chọn bao dây cái đám con nhút. Này là cái tay lưới mới luôn đó cả nhà, tay lưới cũ Phương không dám nhăn lại luôn rồi. Đường này dính cá là quý hiếm lắm luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời, dính con gì ngẩng đầu lên đây nè. Bây giờ để con đem cái cục lớn này vô trong bờ. Chắc con chim mè cá nó dạng. Đâu nhát bằng giáp lên khai. Ngon vàng dinh thôi, bự bự hơn lần nào bắt dính hết trơn á, bự hơn lần nào hết trơn. Quá trời ngon luôn. Được ba con rồi đó. Em mình bị đốm luôn nè.
nước răng mình đớm đớm luôn. Mình gì nói vậy vậy? Ôi ôi, lát còn. Ôi, sao lát hàng mình gỡ ra trước đi, để không phải nó ấy. Lát còn về mình nuôi cả nhà. Hát lát còn. Cái lát còn này cả nhà nhìn đuôi nó có đớm đớm nè. Khoan, để mày đưa cái thao con ấy nó vô vậy. Không, để đại cũng được, con cắt nước. Ôi, ngu phi. Ôi, ngu phi ngon. Lần đầu tiên nha, trên kênh 300 dính ngu phi bự gì luôn á nha. Ngon rồi nè. Ui, cái chép. Ôi, cái chép kìa nhờ. Con cá chép. Cá chép vàng quá ngon. Mè dinh nữa, trời ơi, mè dinh bự. Mè dinh ngon rồi. Được ba con cá mè hôi bự rồi. Mè dinh bự nữa. Ôi, mè dinh. Mè dinh ban đêm á, con nào con thấy bự bự không à cả nhà. Tối dưới đèn con nữa. Trời ơi. Hai con luôn. Trời ơi. Con nào thấy bự bự không à cả nhà. Lên luôn. Lên luôn thêm con nữa. Đây mẹ thôi. Ê, mẹ Vinh nữa. Ủa, một dãy mẹ Vinh nữa. Trời ơi, ngon quá trời ngon luôn. Trời ơi. Dính làng cặp cặp không à. Ôi, ôi, đi. Đây con mẹ thôi nữa. Thank you.
Dở lên, dở lên, nhìn nó. Dở mạnh lên. Trời nó bự lên nè. Trời. Cái này cái nhà. Trời kinh khủng luôn. Trời ơi, để nó vô cái khoang ghe cả nhà coi cái. Coi cái ghe đó nè cả nhà. Ôi ơi. Kinh khủng luôn. Ôi ơi, có cái ức luôn rồi nè. Ôi, để Phương về Phương căng thử. Xiết đi, xiết đi, xiết đi. Lần đầu tiên luôn á cả nhà. Mẹ ơi, trời cái miệng của nó. Trời ơi cái miệng. Cái miệng kinh khủng cái miệng luôn cả nhà. Ôi lau kiến. Trời ơi. Ôi giục rồi. Không kịp rồi. Ồ ồ. Thấy còn nè. Ôi ủa con. Con. Ủa mẹ dính nó bự. Vô luôn. Tính xảy ra cưng. Nè, nó xảy ra nè cả nhà. Ừ. Chút nữa mẹ, con mẹ dính đây nè mẹ. Ủa một hồi nữa Phương về Phương căng cho cả nhà xem con mẹ dính nó bự tới nào. Con mẹ dính coi nè cả nhà. Ôi trời quá đất con mẹ Vinh. Con mẹ Vinh. Con mẹ Vinh coi nè cả nhà, bự hơn bàn tay của Phương luôn. Đây. Ôi ôi văng lưới đêm. Ông cá to không luôn cả nhà ơi. Lần đầu tiên luôn á. Từ từ, từ từ, để cho nó yên cái đi. Ôi dồi. Ngồi dưới mình có lên lắm. Khổng lồ luôn. Bởi vì lớn rồi. Rồi. Gã trong này nha. Trời ơi, con rung mất chân luôn á cả nhà. Chiếc đi con ơi. Ôi, có chép không lộ. Ôi. Ôi. Nè cả nhà. Trời ơi. Ôi nó bự. Ôi ơi. Coi nè cả nhà coi nè. Cái tay của Phương với cái con cá chép rồi nè.
biết luôn rồi. Cho chém cả mấy ở dưới nữa. Tới miếng cuối của mình nè. Rồi. Hết lấy rồi cả nhà ơi. Ôi. Hết lấy rồi. Ôi. Đây còn thở hàng cá bự ra. Thở hàng cá bự ra. Này phải xé mặt lưới rồi. Hai mặt luôn mới gỡ nó ra được cả nha. Lúc hai cái. Đấy chưa? Nếp cái đuôi nó cho chắc á. Thôi để lên bờ cái đi. Để lên bờ cái cho ăn chắc ăn cả nhà ơi. Rồi uống nhiều lắm. Đây con nữa nè. Đây con cá chép bự nữa. Con này con cũng mới sáng lắm. Người của nó quá trời quá đất. Đó. Dạ. Cái mặt con mặt đó nó mới ra được. Quá trời bự lắm mẹ. Ừ. Mẹ bứt tới mấy mặt luôn cả nhà. Ý là mua lưới chín phân đó. Ra rồi. Ra rồi. Xiết xiết vô trong nhà đó nha ơi. Cái sao mình... Ôi da. Ôi da. Giờ nó bơi xiết xiết vô trong nhà. Mình thử xiết xiết nha. Mình căng cho cả nhà xem. Rồi mình chạy xe đi giao nữa cả nhà. Số này vô luôn. Để bỏ hai con này nép qua bên đi rồi bỏ con miếng cá không. Dạ. Quá trời nặng. Lên chuột luôn. Thank you.
lên cả nhà ơi. Cả nhà giờ Phương sẽ căn thử hai con bự này trước nha cả nhà. Đây con cá mè cái căn của mình căn xong bằng này, giờ Phương sẽ chọn nó lại. Cả nhà đón coi nhiều ký nha. Một con rồi gần 3 ký. 2 ký bán gần 3 ký thì cô cá chém lên nữa. Ôi cá chém bự. Rồi 5 kg đúng luôn. 2 con. 2 con 5 ký. Còn cá dòng thao này quá chừng nhiều luôn rồi cả nhà. Quá chừng nhiều luôn. Có con cá mè dinh này bự quá trời luôn nè. Để con căng thử con cá mè dinh này coi nó bao nhiêu. Con thấy con cá này bự quá trời. Ê cả nhà ơi. Cái con mini của mình. Con mini của mình bên đây để con thả ra con này vô đây. Rồi nó cũng sẽ dinh viên cái thao này căng luôn. Căng mini của mình. Rồi con này 600 g. Một con cá mè dinh 600 g luôn cả nhà. Quá ngon luôn. Một con cá mè dinh 600 g. Bởi vì Phương thấy nó to quá trời to mà. Rồi bây giờ mình sẽ cho nguyên cái thao này lên. Mẹ tiếp con mẹ ơi. Nguyên cái thao này lên. Coi như mẹ. Ôi gần 20 kg luôn cả nhà. Ôi ơi. Gần 20 kg cá. Đây Phương nhích cái thao lên cho cả nhà xem là nó xong bằng nha. Căng xong bằng nha. Đây. Xong bằng rồi Phương gửi xuống nha. Đó. 20 kg. Gần 20 thôi. Mình trừ thao là đâu đó cũng còn cỡ 18 kg nha cả nhà. Mình trừ thao là còn đâu đó cỡ 18 kg. Giờ là Phương phải tranh thủ mình gọi cá mình đi giao nhanh. Hồi sớm nay là Phương có gọi cho người ta rồi, Phương nói hôm nay Phương giăng lưới đêm á, kêu là người ta đợi Phương để Phương đi giao liền. Ở ngoài chỗ của người ta thì người ta căng của mình á, người ta có oxy rồi cái người ta cho nó thở tới sáng ngày mai người ta họp chợ sớm á, cái người ta bán, cái người ta đem đi giao cho mấy chỗ làm chả nữa dễ hơn mình. Cá mè này thì người ta làm chả cả nhà. Mè hôi á là người ta làm chả. Giờ Phương tranh thủ Phương gỡ. Gỡ hết Phương đem đi giao. Ôi cả nhà ơi, giờ Phương với mẹ tranh thủ mình làm nha cả nhà. Cả nhà xem đến đây cho hai mẹ con Phương xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ hai mẹ con Phương nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.